Xin chào quý vị và các bạn. Trong trưa chiều thứ hai đầu tuần, không khí oi bức vẫn bao trùm các tỉnh thành thuộc khu vực miền Bắc khi mà nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 đến 34 độ, một vài nơi trên 34 độ, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp. Quý vị chú ý bổ sung đủ nước cho cơ thể. Sau đó, từ đêm nay sang ngày mai 20 tháng 9, khu vực Bắc Bộ, mưa dông có khả năng sẽ xuất hiện, tập trung nhiều ở khu vực vùng núi và trung du. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ về lốc sét và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội đang trong những ngày giữa thu với trời ít mưa, có sương mù vào buổi sáng. Sau đến trưa chiều thì trời nắng và khá oi bức với nhiệt độ có thể đạt mức là 34-35 độ. Phải đến tối và đêm thì không khí mới dịu đi. Các tỉnh miền Trung có nắng từ sáng tới trưa chiều với nhiệt độ phổ biến dưới mức 34 độ. Sau đó đến chiều tối thì mưa dông vẫn xuất hiện rải rác ở các tỉnh phía nam của đèo Hải Vân. Trong cơn dông, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm. Thành phố biển Đà Nẵng không nằm trong vùng tâm mưa lớn nhưng cũng có mưa rào vài nơi vào chiều tối nay. Mưa xuống khiến cho không khí dịu mát hơn khi về tối và đêm tại đây. Còn từ sáng tới trưa chiều thì trời có nắng với nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức 33-34 độ. Đới gió Tây Nam có cường độ trung bình tiếp tục chi phối thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Và do vậy, tại các khu vực này, hầu hết các nơi ban ngày có nắng gián đoạn và mưa dông xuất hiện về chiều tối và đêm. Cục bộ có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, cũng như là nguy cơ sạt lở đất đá vùng đồi núi và ngập úng cục bộ vùng trũng thấp ven sông. Thành phố Hồ Chí Minh chiều và tối nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có thể xảy ra gió giật mạnh. Còn ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trưa chiều từ 31 đến 32 độ. Đến đây, bản tin thời tiết trưa ngày 19 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.